Chương trình Chuyện Người Chuyện Ta với Lê Bích Trâm, luật sư Trần Khánh Hưng và Hương Thơ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chương trình này bao gồm nhiều đề tài liên quan tới đời sống trong nhà, ngoài phố, từ gia đình cho đến xã hội. Mọi ý kiến và đóng góp xin liên lạc với Hương Thơ ở số điện thoại 714-378-7969. Mến chào Bích Trâm và luật sư Hưng. Bích Trâm kính chào quý khán giả của Sài Gòn TV. Mến chào Hương Thơ và luật sư Hưng. Xin mến chào đến Hương Thơ và Bích Trâm và xin kính chào đến quý khán giả đang theo dõi chương trình của đài vào ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị và thưa hai bạn, xưa nay mà khi nói về cái mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu thì người ta thường có cái thành kiến không mấy tốt đẹp và cho là đây là một mối quan hệ rất là phức tạp và có thể ảnh hưởng sâu đậm đến hạnh phúc gia đình. Không phải chỉ riêng trong văn hóa Á Đông mới có cái vấn đề mẹ chồng nàng dâu, mà dường như là văn hóa nào, dân tộc nào và thế hệ nào thì cái quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu vẫn là một trong những nan đề khó giải quyết. Và có thể theo lời yêu cầu của một nữ khán giả đã phải chia tay với chồng vì cái nguyên nhân đến từ bà mẹ chồng, thì chương trình Chuyện Người Chuyện Ta hôm nay xin được phép mạn đàm về đề tài mẹ chồng nàng dâu. Và câu hỏi đầu tiên chúng ta dành cho Bích Trâm là: Bích Trâm có bao giờ có kinh nghiệm làm nàng dâu và lý do tại sao mà cái quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu từ xưa cho đến nay vẫn còn những mâu thuẫn, căng thẳng và xung đột như thế, thưa Bích Trâm? Vâng, thưa Hương Thơ và thưa quý vị, Bích Trâm thì may mắn trải nghiệm đối với mẹ chồng của mình rất là tốt. Nhưng mà nói cho ngay đó thì bây giờ nhất là trong xã hội Âu Mỹ thì khi mà lấy vợ lấy chồng là người ta ra ở riêng rồi, cho nên phải nói là cái thảm cảnh mẹ chồng nàng dâu nó không có còn quá đáng như là thuở xưa nữa. Nhưng mà phải nói là cái vấn đề này nó vẫn có thể là một cái nan đề cho nhiều gia đình, cho nên chúng ta mới làm cái chương trình ngày hôm nay thể theo lời yêu cầu của một chị bạn của Hương Thơ, thì để trả lời câu hỏi của Hương Thơ về sự xung khắc muôn thuở này. Bích Trâm chợt nhớ đến mấy câu ca dao trào phúng xin đọc lên ở đây, đó là: gió đưa bụi chuối tùm lum, mẹ anh như hùm ai dám làm dâu. Hay là: mẹ chồng đối với nàng dâu như mèo với chuột, thương nhau bao giờ. Thì chuyên gia tâm lý người ta cho là hai người đàn bà xa lạ, không quan hệ máu mủ với nhau, nhưng lại có một cái vai trò, một cái vị trí đặc biệt trong gia đình. Có nghĩa là cả hai đều có cái quan hệ rất là mật thiết, rất đậm đà với cùng một người đàn ông. Bên là mẹ, bên là vợ, thì mâu thuẫn dễ xảy ra khi mà cả hai cảm thấy là người kia đang đe dọa vị trí của mình. Bà mẹ có thể cảm thấy là mình bị đẩy ra ngoài cuộc sống của con trai, công lao mang nặng đẻ đau rồi dưỡng dục bao nhiêu năm, nhưng bây giờ bỗng nhiên có một người con gái xa lạ ở đâu xuất hiện rồi cướp cái quyền chăm sóc con trai mình. Còn người vợ thì có thể là cảm thấy bà mẹ can thiệp hay là soi mói quá sâu, quá gắt gào vào cuộc sống riêng tư của gia đình mình. Và nàng có thể nghĩ là mình lấy chồng chứ có lấy gia đình nhà chồng đâu. Bích Trâm có biết một chị bạn tuyên bố là ở chung với gia đình bố mẹ chồng thì save được tiền nhà hàng tháng, nhưng mà cũng mất tiền để mà mua thuốc an thần. Cho nên khi mà con cái ra ở riêng như vậy thì một số bà mẹ chồng có thể là chấp nhận, vì người ta hiểu là con cái mà lớn thì phải có cuộc sống riêng. Nhưng mà một số bà mẹ có thể thương con trai mình một cách hơi ích kỷ, nghĩ là đứa con dâu nó cướp đi con của mình. Rồi khi mà những đứa cháu nó ra đời thì một lần nữa cả hai người đàn bà lại tìm cách cạnh tranh với nhau để mà chứng tỏ cái vai trò quan trọng của mình đối với đứa bé. Bà mẹ chồng thì có thể là muốn áp đặt cái cách dạy nuôi một đứa cháu theo những cái kinh nghiệm cổ xưa, còn nàng dâu thì muốn theo những cái kiến thức hiện đại. Thì vừa rồi Bích Trâm vừa mới nói sơ qua những cái nguyên nhân rất là phổ biến có thể dẫn đến cái xung đột mẹ chồng nàng dâu, thì Bích Trâm muốn hỏi ngược lại Hương Thơ là trường hợp của Hương Thơ thì sao? Hương Thơ thì rất tiếc là Hương Thơ chưa có kinh nghiệm đó, vì khi lập gia đình thì mẹ chồng đã qua đời. Nhưng mà Hương Thơ nghĩ đến người mẹ chồng mà Hương Thơ nhìn thấy được, đó là mẹ ruột của Hương Thơ. Thì Hương Thơ thấy là bà là một người mẹ chồng rất là hiền hòa, dễ thương nhất trên đời này. Vì Hương Thơ thấy các nàng dâu, các chị dâu của Hương Thơ yêu quý và chăm sóc mẹ Hương Thơ từ lúc bà còn sống, từ lúc bà đang nằm trên giường bệnh và đến lúc qua đời. Còn riêng Hương Thơ thì đang là mẹ của một cậu con trai độc nhất, rất là cưng con và rất là gần với con, mà Hương Thơ không biết mình sẽ đối phó và ứng xử như thế nào với người đàn bà thứ hai của con mình. Bây giờ Hương Thơ quay qua luật sư Hưng. Hương Thơ nhớ có một bộ phim có tựa là Monster in Law do Jane Fonda và Jennifer Lopez đóng, và
vai mẹ chồng và nàng dâu phải đối phó với nhau dữ tợn đến nỗi là thay vì gọi là modern in law, người ta phải đổi là monster in law, là quái vật. Vậy luật sư Hương có bao giờ thụ lý hồ sơ nào về hai vợ chồng phải chia tay đến từ nguyên nhân bà mẹ chồng hay không? Trong quá trình làm việc của văn phòng đó Hương Thơ thì Hương cũng có những cái hồ sơ mà bởi vì cái sự xung đột hay là những cái va chạm trong cái cuộc sống hàng ngày đó nó được tạo ra bởi vì in-law. Thế bây giờ Hương Thơ nói về cái bộ phim mà Monster in-law thì ở xứ Mỹ này cũng có một cái câu nói như này, thì không biết chắc là Big Jim Hương Thơ cũng biết là cái blackjack, tức là cái đánh xì rách đó, thì 21 là cái điểm tốt nhất. Thì nhưng mà nếu mà chẳng hạn mình là nhà con mà mình kéo lên được 17 thì người ta ví cái đó là mother's in law hand. Lý do là tại sao, là vì nói là you can't stand and you cannot hit, tại vì mình stand tức là mình dừng lại đó, tức là nhưng mà cái nghĩa bóng là you cannot stand her, stand cái mother in law chịu đựng được, mà mình cũng không hit, mình cũng không đánh được. Tại vì mình hit thì có thể mình sẽ quát, đúng không? Tiến thoái lưỡng nan. Tiến thoái lưỡng nan, thành ra là đó là một cái câu, một cái gọi câu hài hước, nhưng mà nó nói ra cái trường hợp là cái tiến thoái lưỡng nan nếu mà cuộc sống gia đình mà có mặt của cái người mẹ chồng. Dĩ nhiên rằng là bên Mỹ này cái chuyện đó nó cũng ít xảy ra, tại vì khi nếu mà chẳng hạn sinh trưởng ở Mỹ hay là các con lớn lên thì nó đã lập nghiệp, nó đã xa nhà rồi, đã có cuộc sống riêng của nó rồi. Nhưng mà có nhiều trường hợp khi mà thời gian trước đây khi mà gia đình ly tán, có thể là người con trai sau này mới bảo lãnh gia đình của bố mẹ ở Việt Nam qua, thì cái bố mẹ qua thì vẫn theo cái phong cách của Việt Nam. Có thể là có những cái nhu cầu đòi hỏi phải phụng dưỡng, thí dụ chẳng hạn cơm ăn 3 bữa, hoặc là và thường thường những cái sự xung khắc nó xảy ra là bởi vì sao, là bởi vì có cái sự phàn nàn về người con dâu không đúng theo cái tiêu chuẩn hay không giữ theo cái mong đợi của những cái người lớn tuổi, thành ra nó đều làm rất khó. Và khi mà cái người chồng đó hay là người con mà nghe cái sự phàn nàn đó rồi quay ra để mà giống như là dăm dạy vợ hay là để mà trách móc hay gì đó, thì dần dần cái tình cảm của hai vợ chồng nó sẽ bị sứt mẻ về cái chuyện đó và đưa đến cái sự đổ vỡ. Thì chúng tôi đã có những cái trường hợp đó xảy ra, hoặc là nhiều khi một thí dụ điển hình, thí dụ chẳng hạn như là người con sau một ngày đi làm về mệt mỏi thì mẹ túm lấy bảo rằng con dâu đã nói hỗn với mình đó. Thì cái điều đó với người con thì kể là không chấp nhận được, rồi nhiều khi không dằn được cái cơn nóng mà có thể là nhiều khi tát vợ hay gì đó. Thì cái chuyện kế tiếp đáng buồn xảy ra là gì? Là sẽ có cảnh sát tới nhà, sẽ làm biên bản, sẽ có một cái án lệnh cách ly, restraining order, và ly dị. Thì chỉ vì một câu nói. Chỉ vì một câu nói, đó, hoặc là chỉ vì mình không có dằn được cái cơn giận của mình, đó là giận quá mất khôn, mà nó có những cái hậu quả mà không lường được sau này. Thành ra là phải rất là phải cẩn thận. Và nói về cái sự mà kể như là xung đột giữa mẹ chồng với lại nàng dâu đó, thì nó không chỉ giới hạn ở trong cái môi trường là phải sống chung với nhau. Tại vì không biết là Bích Trâm và Hương Thơ có đồng ý không, nhưng mà thí dụ chẳng hạn như là bà nội thì hay muốn rằng là phải cưng cháu mình, đúng không? Hay là muốn là phải dạy dỗ nó thế này thế kia. Nhưng mà đối với người vợ thì người vợ có thể lại không muốn như thế, không muốn chiều con quá đáng, hay là không muốn cái này không muốn cái nọ. Thành ra là khi mà có một cái sự can thiệp từ phía bên người mẹ chồng về vấn đề nuôi nấng dạy dỗ con thế nào, thì nó là làm ảnh hưởng, nó làm cái sự bất hòa. Thành ra là đây là một trong những nhiều cái ví dụ mà chúng tôi đã thấy sau khi mà thụ lý những cái hồ sơ về vấn đề ly dị liên quan tới in-law. Vâng, cảm ơn luật sư rất nhiều. Hương Thơ nghe nói ngày xưa ở Việt Nam nó làm dâu rất là cực khổ, phải dậy sớm, phải dọn dẹp, phải lo cho bên nhà chồng, rồi phải nấu nướng, phải phục vụ nhà chồng đủ thứ hết. Nhưng mà đối với xã hội hiện nay thì có sự cách biệt về quan niệm sống và thói quen sinh hoạt giữa hai thế hệ, giữa mẹ chồng và nàng dâu. Vả lại thì phụ nữ ngày nay lại độc lập về tài chính, và vấn đề trọng nam khinh nữ ngày xưa thì không còn nữa. Thì nếu mà trường hợp tất cả mà ở sống chung trong nhà thì chắc chắn sẽ có nhiều va chạm và căng thẳng. Tuy nhiên người đau khổ nhất như là chúng ta hiểu là người chồng, người đàn ông đứng giữa hai người đàn bà. Thì giờ Bích Trâm có hỏi kế tiếp là mẫu người mẹ chồng nào mà nàng dâu sợ nhất? Vâng, mẫu mẹ chồng mà monster in law
thì Bích Trâm xin kể ra đó là có thể là mẫu người mẹ chồng mà quá chiều, quá yêu thương con trai, có thể là hy sinh tất cả để mà cho con được đầy đủ sung sướng. Nhưng mà vì vậy cho nên bà sẽ cảm thấy là chẳng có ai xứng đáng với đứa con yêu quý của mình, và cứ nghĩ là con của mình là hơn hẳn đứa con dâu. Hoặc trường hợp ngược lại, đó là trường hợp mà bà mẹ chồng có cái suy nghĩ tị nạnh hơn thua, lúc nào cũng nơm nớp là con dâu nó khôn hơn con trai mình, coi chừng là nó dành hết những cái gì tốt đẹp của nhà chồng để đem về cung phụng cho gia đình nhà nó. Thì Bích Trâm có biết trường hợp một bà mẹ chồng mà cứ thì thầm riêng với con trai là mày cẩn thận không, con kia nó vơ vét hết của cải về nhà nó. Hoặc là có thể đây là trường hợp của chị bạn của Hương Thơ, là mẹ chồng mà quá hà khắc, có xu hướng cứ áp đặt cái nhìn ý kiến của mình lên những cái chọn lựa và quyết định của con cái, chuyện lớn, chuyện nhỏ gì cũng vậy. Hoặc là có những bà mẹ chồng khó với con dâu để thị uy, để chứng tỏ mình là người có uy quyền ở trong gia đình, để cho con dâu nó nể sợ mình. Hoặc là nhiều bà mẹ chồng chịu ảnh hưởng của xã hội phong kiến, mặc dù thời nay không có trọng nam khinh nữ, nhưng mà những bà mẹ chồng này là từng sống trong thời đó, cho nên bà sẽ áp dụng nguyên si cái từng trải trước đây để mà bà giáo dục lại con dâu, có thể là để bù lại những cái đau khổ mà trước đây bà đã phải chịu đựng. Thì Bích Trâm tiện đây kể một cái câu chuyện cũng vui vui về một nàng dâu mà được mẹ chồng giáo dục quá kỹ, cho nên nàng làm y theo lời bà, hoặc là theo những cái gì mà nàng thấy. Thì một bà mẹ chồng thấy con dâu mình đang tắm cho đứa con mà cứ vừa tắm, vừa chuẩn bị đồ tắm thì vừa cứ sai anh chồng là anh lấy máy sấy cho em, anh lấy khăn tắm, lấy chậu, nhớ lấy nước ấm cho con nó khỏi lạnh. Ôi giời, sao mà chậm chạp thế, chán cái ông này quá. Thì mẹ chồng thấy vậy cũng xót cho con trai, nên mới khuyên con là sao mà mày cứ quát chồng suốt ngày như vậy. Thì con dâu cứ tỉnh bơ nói là thì con thấy mẹ cũng quát bố ầm ầm cả ngày thế thôi. Thì lời khuyên mà chuyên gia dành cho các bà mẹ là các bà mẹ nên để cho con cái của mình nó tự trải nghiệm. Các bà chỉ nên đóng một cái vai tư vấn hay là khuyên nhủ nếu như cái tình cảnh nó thích hợp, nhưng mà quyết định sau cùng vẫn phải là để cho con cái nó tự làm. Có nghĩa là mình nên tôn trọng cái đời sống riêng tư của con mình. Hương Thơ thấy nó giống như một cái vấn đề tác động tâm lý đó. Giống như ngày xưa bà nội đì bà thì bà giờ đì lại con dâu. Nó là một cái khuôn mà người ta đi theo mà không biết một cách trong tiềm thức. Đến đây thì trước khi mà Hương Thơ đặt câu hỏi với phía đàn ông á, là bà mẹ chồng sẽ thích cái mẫu người con dâu như thế nào, để các ông nào chưa có tìm dâu cho mẹ đó, thì lắng nghe luật sư Hưng sẽ trả lời câu hỏi của Hương Thơ sau phần thông tin thương mại. Xin quý vị tiếp tục theo dõi.